Chào mừng tất cả các anh chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Bầu Bàng. Hôm nay em đang đứng ở tại ngã tư Đất Ngọc anh chị nhé. Đây là ngã tư Đất Ngọc, một cái ngã tư nổi tiếng tại khu công nghiệp Bầu Bàng mà có lẽ là ai cũng biết tới ngã tư Đất Ngọc anh chị ạ. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái cặp nhà trọ tại ngã tư Đất Ngọc này anh chị nhé. Ở đây là đường chạy xuống Công An và đường này là chạy lại trường Mầm Non Ánh Dương và cũng là đường lại trung tâm y tế của huyện Bầu Bàng. Còn cái con đường này là đường N1 là chạy thẳng xuống Công An huyện Bầu Bàng anh chị nhé. Và từ ngã tư Đất Ngọc, từ ngoài chợ đêm á, tới ngã tư Đất Ngọc này chúng ta rẽ phải vào đây thì em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái cặp nhà. Như cái cặp nhà mà bên tay phải mà anh chị đang xem á, hiện tại cái cặp bên đây là đã có sổ hồng riêng rồi anh chị ạ. Còn ở bên tay trái thì hiện tại là chưa có sổ hồng riêng anh chị nhé. Cái mẫu mà bên tay phải thì đã có sổ hồng riêng rồi, còn mẫu bên tay trái mà em sắp giới thiệu á, thì đang chờ ra sổ anh chị nhé. Thì chính vì chờ ra sổ cho nên là đây là những cơ hội cho những anh chị nào mua và chờ ra sổ. Sau khi ra sổ thì tất nhiên giá sẽ bán là cao hơn mà lúc chưa có sổ anh chị nhé. Thì cái này nếu như anh chị mua thì anh chị vẫn là về công ty sang tên ngay, sang tên của chính anh chị luôn anh chị nhé. Sang tên tại công ty và sau này ra sổ á, thì cũng là sổ tên anh chị luôn. Và trước khi mà ra sổ thì anh chị phải lên BKMS cùng với công ty để ký ba bên anh chị nhé. Ở đây là dãy nhà trọ ở phía đằng sau thì gồm có như vậy là mỗi bên là 4 phòng trọ và phía trước là gồm có 2 cái kiosk anh chị nhé. Nhà trọ hiện tại thì vẫn đang còn mới tầm khoảng 80% anh chị nhé. Chưa có gọi là nứt nẻ hay là lỡ hay là móc meo hay là này kia gì hết. Nói chung là vẫn còn ok lắm anh chị. Tại vì dãy trọ này thường thường thì nếu mà để mà nó hư thì nó cũng phải trên khoảng 8-9 năm, nhưng mà ở đây tầm khoảng mới có hơn 2 năm, gần 3 năm thôi anh chị. Đây là phía đối diện đã có sổ hồng riêng rồi anh chị này. Và bên đó thì bây giờ một căn bên đó nó rơi vào tầm khoảng là 2 tỷ 4 cho đến 2 tỷ 7 một căn. Còn mà cái căn ở đây, một cặp ở đây á, em đang muốn giới thiệu cho anh chị ở đây á, là một cặp ở đây là ngang 10 dài 30, có một một kiosk, mỗi bên có một kiosk, hai bên là 2 kiosk và 8 phòng trọ và giá hiện tại chủ đang bán với giá là 2 tỷ 6 đó anh chị, bằng một căn ở bên kia luôn đó anh chị. Nếu như anh chị nào có nhu cầu mua để có dòng tiền hoặc là mua để đầu tư thì anh chị hãy liên hệ với em liền là qua số điện thoại 0356555579 anh chị nhé. Và nếu anh chị nào có nhu cầu quay video bất động sản thì anh chị cũng có thể liên hệ với em để em quay những cái bất động sản lên và chào bán giúp anh chị nhé. Thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu anh chị nào đang xem tới lúc bây giờ thì anh chị hãy cho em một like cũng như là một đăng ký kênh. Em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị.